Cái dạng đầu tiên ta sẽ đề cập đến là sự biến thiên của hàm số. Đã. Sự biến thiên hàm số ở trong mức độ từ câu 40 trở lên bắt đầu những bài toán sự biến thiên liên quan đến chứa m và chứa m trên đoạn từ a đến b. Thì các bạn nghe đến cụm từ này là hàm số này biến thiên không ở trên r nữa. R nó là hàm bậc 3 trên r, nó là hàm câu 7 cộng thôi. Giá trị tìm m để hàm số nghịch biến trên cái đoạn từ 0 đến 1. Ok chưa? Nghịch biến trên đoạn từ 0 đến 1. Thì bây giờ các bạn sẽ nói như sau. Để hàm số này, để hàm số nghịch biến trên cái đoạn từ 0 đến 1, đúng không? 0 đến 1. Thì suy ra hiển nhiên là cái thằng y phẩy ở đây thì các bạn phải nhỏ bằng 0 với mọi x nó đi từ đoạn 0 đến 1. Được chưa nhỉ? Vậy tương đương ở đây các bạn sẽ có y phẩy đạo hàm là gì? Là bằng 6 x bình phương trừ đi 6x, đúng không? 6x trừ m nhỏ bằng 0. Hay các bạn đến đoạn này các bạn có thể cô lập m là 6x bình phương trừ 6x nó nhỏ bằng m. Thầy gọi cái hàm bên tay trái của thầy chỗ này đó là hàm fx. Thì rõ ràng là thằng m của nó phải lớn hơn bằng fx với mọi x nằm trên đoạn từ 0 đến 1. Khi nó nằm ở như thế này rồi thì suy ra ấy, mọi giá trị bài toán Sơn Tùng đây này, mọi giá trị của hàm fx đều phải nhỏ hơn m, kể cả cái mắc của thằng fx cũng phải nhỏ hơn bằng m. Đấy, mọi giá trị của mày đều phải nhỏ hơn tao, kể cả cái mắc của mày cũng phải bé hơn tao. Thầy đẹp trai Sơn Tùng thì kể cả đẹp nhất của Sơn Tùng cũng phải xấu hơn thầy. Nhớ chưa? Bài toán Sơn Tùng mắc ở đây là trên đoạn từ 0 đến 1 thôi. Mà min mắc trên đoạn từ 0 đến 1 thì các bạn hoàn toàn là các bạn xử lý bằng máy tính. Nào, xử lý máy tính. Ở đây các bạn sẽ có như sau. Menu này. 8 nhập hàm số bằng là 6x bình phương trừ đi 6x. Ok, các bạn sẽ set trên đoạn từ 0 đến 1 cho thầy. Step các bạn nhớ công thức không? Là n trừ start chia 20. 1 chia 20 hoặc là 1 chia 40 luôn cho nó máu. Bạn nào 580 các bạn nên chia 40 để cái step nó được lớn. Nhiều thì các bạn khảo sát nó càng kỹ thôi. Xem cái mắc bằng bao nhiêu nhá. Đây toàn số âm thôi. Toàn số âm các em ạ. Toàn số âm. Vậy thì mắc ở đây nó bằng số mấy? Số 0. Vậy thì tương đương ở đây là m sẽ lớn bằng 0. Đấy, 0 này sẽ nhỏ bằng m. Vậy đáp án cần chọn trong câu này nó đáp án gì em? Đáp án B. Ngon lành cảnh đẹp. Nhá, bài này easy game chưa? Rồi, bài này easy game. Đây là cách số 1 bấm máy tính, Casio cách số 1. Đấy, đó là cô lập m. Cách số 2. Cách số 2. Có thể nói cho các bạn thêm một cách số 2 nữa. Cách số 2. Đó là các bạn đi thay cái giá trị của m của từng đáp án vào. Thì các bạn nhớ nguyên tắc này, khi mà người ta đang cần nghịch biến ấy, nghịch biến là gì đấy? Là khi x tăng nhưng y phải như nào? Y phải giảm, đúng không? X tăng y giảm, các bạn cũng có thể dùng thầy bổ. Em thay m của từng đáp án vào để em kiểm chứng. Ví dụ trong câu này thầy thử cái đáp án B trước. B nhá, là m lớn bằng 0 thì cho là số số 1 đi, đúng không? M là số 1 đi, lớn bằng 0. X mũ 3 này. Trừ đi 3x bình phương, không cần đạo hàm luôn. Nếu như có đáp án sẵn rồi trừ mx. Mx x thì chọn là số 1 là x cộng 5 thôi. Ok chưa nhỉ? Lúc này các bạn sẽ khảo sát trên đoạn từ 0 đến 1, em xem nó có tăng hay không. À, nó không tăng. À, x tăng nhưng y các bạn thấy nó giảm đúng không? Nó phải giảm hết. À, quả thực là các bạn nhìn từ trên xuống dưới nó đã giảm đây này. Chuẩn đét luôn. Vậy x bằng 1 thỏa mãn. X bằng 1 thỏa mãn. X tăng y giảm. X bằng 1 thỏa mãn. Đúng không? X bằng 1 thỏa mãn nên suy ra cái đáp án A nó bảo là bằng 0 là loại luôn rồi. Nhưng mà cái x bằng 1 ấy nó cũng nằm ở trong đáp án gì? B và đáp án C. Nên các bạn chỉ loại đáp án gì thôi? D. Bây giờ có C ấy, m khác 1, m khác 0 thì các bạn cho m bằng âm 1 đi. Bởi vì âm 1 thì nó không nằm ở trong cái đáp án B. Mình thử m bằng âm 1 ở chỗ này. M bằng âm 1. Thế thử lại m bằng âm 1 thì chỗ này trừ trừ x thành cộng x. Đúng không? Các bạn xem x tăng y giảm không? À không được rồi. X tăng chỗ này y tăng, các bạn thấy không? Đang từ 5 ấy nó vọt lên một phát là 5,04 là sai rồi. Vậy đáp án C là sai, m trừ 1 sai. Còn mỗi đáp án B, đây là cách bấm máy tính số 2. Các bạn dùng thầy bổ để các bạn kiểm tra. Thầy bổ kiểm tra x tăng y giảm. Các bạn đã ok câu này chưa nhỉ? Ok chưa? 570 bấm y hệt nhá. Ok chưa? Đấy, ok chưa? Ok rồi comment ok cho thầy một cái nào. Ok rồi, comment ok một cái. Ok rồi, comment ok một cái nào. Nguyễn Việt ok rồi. Còn các bạn khác thì sao? Ok nha, câu số 2. Bắt đầu nó khó một chút. Ở đây là tìm, người ta hỏi các bạn là tìm m để cái hàm số y bằng mx cộng với cả m cộng 1 nhân căn của x trừ 2 nghịch biến trên cái nửa khoảng từ 2 cho đến dương vô cực. À, dương vô cực. Thì bài này các bạn không cần đặt điều kiện nữa bởi vì x lớn bằng 2 rồi.
Vậy ở đây thầy ghi ở cái đề bài nhé, là y các bạn ấy nó bằng là mx này cộng với cả m cộng 1 nhân căn của x cộng 2, đúng không ạ? Đấy, à, x trừ 2. Rồi, x trừ 2. Rồi, thế bây giờ các bạn xem bài toán này mình có cô lập được m hay không nha. Mình đi đạo hàm một cái, đạo hàm y phải. Ờ, mới đạo hàm là m thôi, m là hệ số thôi, là m cộng 1 này. Căn u đạo hàm là u phải, x trừ 2 đạo hàm là x 1 thôi, trên 2 căn u. Xong, vậy ở đây ta sẽ nói như sau, để hàm số này nghịch biến trên cái nửa khoảng từ 2 đến dương vô cực. Thì từ đây suy ra cái thằng y phẩy các bạn ấy, nó phải nhỏ bằng 0 với mọi x còn trên nửa khoảng từ 2 đến dương vô cực. Đấy, các bạn vẫn phải biến đổi tự luận một chút, các bạn mới KCO được. Tương đương là m này cộng với cả m cộng 1, đúng không? Mà là m nhân với cả thầy nhân tung ra là 1 trên căn của 2 nhân căn của x trừ 2 cộng cả 1 trên 2 căn của x trừ 2 nhân phân phối nó ra. Rồi, nhỏ bằng 0. Thầy chuyển ra này, mới nhân tử chung nhé. Các bạn còn là 1 cộng với cả 1 trên 2 căn của x trừ 2. Ok chưa? Nhỏ hơn bằng trừ 1 trên 2 căn của x trừ 2. Rồi, vậy đến đây các bạn sẽ đi cô lập m. Cô lập m thầy. Vậy tương đương ở đây cái m các bạn ấy, nó nhỏ hơn bằng là trừ 1 chia cho 2 căn của x trừ 2 nhân với cả đảo ngược thôi là 1 trên, vậy là 1 cộng 1 trên 2 căn của x trừ 2. Các bạn có thể quy đồng lên để rút gọn cho nó gọn lại cũng được nha. Thì quy đồng lên để cho nó gọn lại đi. Trừ 1 này trên 2 căn của x trừ 2. Rồi, các bạn sẽ quy đồng lên thì nhận chia phân số nhân nghịch đảo x trừ 2 này chia cho 2 căn của x trừ 2 cộng ra số 1, đúng không? Thì hai thằng này rút gọn cho nhau. Xoẹt này, xoẹt này. Ok chưa nhỉ? Vậy các bạn sẽ có m ấy, nó sẽ nhỏ nó bằng là trừ 1 chia cho chỗ này thì nhân 22 là 4. À, cứ để 2 đi, nhân 2 căn của x trừ 2 cộng ra số 1. Ok chưa nhỉ? Vậy ở đây chúng ta sẽ bấm máy tính. Bấm máy tính nhá. Để sang bên này. Thì lúc này mình sẽ hiểu ấy, thầy gọi đây là hàm fx bên về tay phải. Thì với mọi x đi từ đâu? À, đi từ 2 đến dương vô cực. Tức là sao? Mọi giá trị của hàm fx nó đều phải lớn hơn thằng m, kể cả giá trị gì em? Nhỏ nhất, đúng không? Tao đã to hơn mày thì cái gì tao cũng sẽ to hơn mày, kể cả cái bé nhất của tao, bé tíu tíu của tao phải to hơn mày trên nửa khoảng từ 2 đến dương vô cực. Rồi ok, vậy cái min nó bằng bao nhiêu? Nào mình bấm máy tính, min bằng bao nhiêu? Rồi, min bằng bao nhiêu? À, bấm máy tính là gì đây? Trừ 1 chia cho 2 nhân với cả 2 căn của x trừ 2 cộng 1, đúng không? Chúng ta đi từ 2 đến dương vô cực. 2 đến dương vô cực thì cho là số 10 đi. Step là n trừ start chia 20 là 10 trừ 2 chia 20. Các bạn có thể chia 40 nếu như máy của các bạn là 580, đúng không? 570 nên chia cho 20 thôi. Nhớ bỏ cái đi. Bây giờ các bạn xem cái min bằng bao nhiêu nhá. Tăng trừ 0.5 là nhỏ nhất này. Cho nhỏ trừ 0.5 không? Không có luôn. Vậy min là trừ 0.5 rồi. Được chưa? Min là trừ 0.5. Vậy tương đương ở đây m nhỏ bằng trừ 0.5 là trừ 1/2. Rồi ok. Min là như thế. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy tập hợp các giá trị của m à? Của m. Sao chỗ này thì không thấy trừ 1/2 nhỉ? Trừ 0.5 này. Có nhầm đâu không ta? Để thầy xem lại một chút nhé. Hay thầy bấm nhầm ở đoạn nào đấy? Trừ 1 chia cho 2 nhân căn của x trừ 1 phần má 2 này đến 10. À, chết rồi. Chỗ này thầy rút gọn rồi, rút gọn hết rồi. Sorry các bạn đợt này nhá. Rút gọn rồi. Thầy đã nhân số 2 ở đây vào. Đấy, rút gọn rồi. Chỗ này có số 2 này. Quy đồng lên mà. Đúng không em?
quy đồng lên, rút gọn hết sạch. Không có số 2 thì em cho số 2 vào. Sorry. Đấy, rút gọn rồi. Từ vào mẫu rút gọn đi. Hết. Rồi, ok. Thì bấm lại một cái. Không có số 2. Không có số 2. Đó, kiểm tra lại, check ngay. Ok, đúng trừ 1 luôn. Trừ 1 min này này. Các bạn thấy không? Trừ 1 nó min này này. Không phải là trừ 15 mà trừ 1. Quên không có trừ 2. Xong rồi. Vậy đến đây các bạn chọn được ngay đáp án gì em? Đáp án B nha. Xong phim. Đó, đáp án B. Ok chưa nhỉ? Thế thôi. Nha. Đấy, rút gọn các bạn chú ý này. Cái này quy đồng lên. Trên tử nó phải có 2, đúng không? Rút gọn tử với mẫu ra. Thế là hết rồi. 22 rút gọn nữa. Đấy, rút gọn. Thấy chưa? Hết. Đấy, ngon lành canh đào nhá. Thì đây là cách số 1. Cách số 2, thầy vừa nói ở trên này cho các bạn, đó là dùng gì? Dùng cái việc thay bù để các bạn kiểm x tăng y tăng hay x tăng y giảm. Thì các bạn ở đến đoạn này, các bạn hoàn toàn có thể gì em? Có thể là thay giá trị của từng đáp án vào, các bạn bấm. Nhưng các bạn nhớ cái này, cái cách thay giá trị từng đáp án ấy, nó chỉ đúng trong trường hợp gì thôi? Nó đúng trong trường hợp là khi đáp án nó sẽ lồ lộ sẵn như thế này. Đáp án lồ lộ sẵn như này thì các bạn thay ok. Nhưng mà nếu như cái đáp án nó không lồ lộ như này, nó hỏi các bạn là có bao nhiêu giá trị nguyên âm trong đoạn từ đây đến đây, thì rõ ràng là các bạn phải ra được kết quả chính xác tuyệt đối bằng bao nhiêu. Thì chỉ có cách kết hợp tự luận về máy tính như này thì các bạn mới ra được cái giá trị đúng tuyệt đối. Lúc đấy các bạn có thể chọn đáp án, kể cả đáp án nó biến đổi như nào, cộng các giá trị hay là tổng giá trị hay là đếm bao nhiêu giá trị nguyên âm nguyên dương thì ok. Còn trong bài này thì các bạn thấy ngay, nếu như đi thi gặp cái bài mà cho đáp án như này thì lời khuyên của thầy thay thẳng vào luôn mà bấm máy tính. Nhớ chưa các em? Nhớ nhá. Đấy. Nhớ điều đấy. Thầy dạy các bạn cả hai cách đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có tương tự câu số 3. Người ta hỏi các bạn là tìm giá m để hàm số này đồng biến trên cái khoảng từ 0 đến 1. Rõ ràng cái câu này các bạn cũng có thể đi đạo hàm ra để câu là m, đúng không? Thì chúng ta sẽ đi xử lý câu này như sau. Để hàm số này đồng biến, đúng không? Trên khoảng từ 0 đến 1. Đồng biến này, các bạn hiểu đồng là tăng. Mình nhập hàm số vào máy tính. M nhá. Mình thay m từ đáp án. Thầy sẽ thử đáp án nào rộng nhất trước đã. Đầu tiên là m nhỏ hơn 1. Thầy thấy lấy m là âm 10 đi. Cho nó máu. Âm 10 đi. Được chưa? Âm 10 đi. Hoặc là m bằng 0 đi cũng được nha. M bằng 0 đi cũng được. M bằng 0 đi. Nhỏ hơn 1 cho bằng 0 đi. Đấy, lấy m bằng 0 thì thay vào này. Khi m bằng 0 chỗ này còn chứa x mũ 3. Rồi, nhân với cả căn bậc 2 của 1 chứa x mũ 3. Ok chưa nhỉ? Rồi. Xong nhá. Vậy các bạn sẽ có ở đây là 0 đến 1. 0 đến 1. Step là gì đây? 1 chia 20. N chia 20. Các bạn xem nó có tăng hay không? Bởi vì đồng biến là gì đây? Là x tăng. Nhưng y của mày như nào em? Y tăng. Ok chưa nhỉ? Rồi, các bạn xem tăng không nhá. À không, nó giảm. Đáng từ 0 nó giảm bù phát xuống số âm là giảm rồi. Vậy cái đáp án này sai. Vậy với m mà không sai thì suy ra ấy là chúng ta sẽ không lấy được đáp án là cái đáp án D và đáp án gì nữa, đáp án E. Nó không đều nằm trong A với cả D. Vậy chỉ còn B với C thôi. B với C thì đây thầy sẽ lấy m lớn hơn 1, lấy m bằng 2 xem nào nha, m bằng 2 xem nào. Đó là số 2. Đấy, m là 2. M bằng 2 nhá. Rồi xem bao nhiêu. À nó giảm đây này. Các bạn thấy từ 2 xuống 1,9 thì nó là giảm rồi. Vậy suy ra cái đáp án m lấy m bằng 2 ấy là sai. Đúng không? M bằng 2 là sai rồi. Đúng không? Vậy đáp án C là loại. Vậy chỉ chọn đáp án gì thôi? B hết rồi. Anh gọi lại không? Ở đâu các bạn hoàn toàn có thể dùng phương pháp là đạo hàm một là m nhá. Đấy. Thì trong đề thi năm nay những câu này nó sẽ xếp hạng ở trong cái mức độ tham cộng. Nhớ chưa? Mặc dù nó rất là đơn giản. Rồi. Câu tiếp theo. Thì m để hàm số này là nghịch biến trên r, nghịch biến trên r là y bằng 2m trừ 1 nhân x trừ đi 3m cộng 2 nhân cos x nghịch biến trên r. Các bạn sẽ thấy ngay câu này cũng có thể đi đạo hàm là bài biến thiên, nhưng cái đáp án này này thầy đang cho các bạn nó khá là mở. Khi mà thầy đang làm động tác gì đây? À, cho đáp án nó có các giá trị của m luôn. Vậy thì hoàn toàn là các bạn có thể thay m vào để các bạn kiểm tra. Còn đâu nếu mà đi thi thật thì câu này ví dụ hỏi các bạn là có bao nhiêu giá trị nguyên âm trong đoạn từ trừ 10 đến 20 nghịch biến, đúng không, trên R, thì lúc đấy các bạn sẽ phải giải chi tiết nó ra bằng bao nhiêu. Rồi, mời các bạn comment câu 4 đáp án gì cho thầy nào.
Nào, cứ comment đáp án, câu này câu đáp án gì? Rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta xử lý nhá. Ở đây chúng ta sẽ thử đáp án. Đáp án A rộng nhất rồi. À, nó không, đáp án C rộng nhất. C rộng nhất. Nhưng mà có mỗi đáp án A nó có thằng trừ 3 thôi. Các đáp án khác không có trừ 3. Đúng không? Mình sẽ thử mở bằng trừ 3 xem nó có thỏa mãn hay không nhá. Các bạn nhớ bấm máy tính ấy, lúc này này, máy tính phải chuyển sang chế độ gì em? Radian. Đúng không? Máy tính chuyển sang Radian. Nào, Radian. Là 2 m này, m là thầy cho là m bằng trừ 3 đi. Đấy, trừ 1. Nhân x. Trừ đi. 3m là 3 nhân trừ 3. Cộng 2 nhân cos x. Được chưa? Các bạn sẽ cho thầy là m bằng trừ 3. Nghịch biến trên đâu? À, nghịch biến trên r. R là thầy cho từ âm 10 đến 10 đi. Được chưa? Step cho là 1 đi. À, các bạn thấy nó nghịch biến không? Đi xuống này. Ok, đi xuống mãi thôi. À, đi xuống mãi thôi. Vậy trừ 3 thỏa mãn. Trừ 3 đã thỏa mãn rồi. Nên các bạn chọn ngay đáp án A. Bởi vì sao? Các đáp án khác không có thằng trừ 3. Nên có duy nhất đáp án B thỏa mãn. À, đáp án A thỏa mãn. Rất là đơn giản. Nhá. Rồi. Ok chưa?